Hôm nay Vi muốn chia sẻ về sản phẩm túi lọc gội đầu thảo dược Sea Herbal, sản phẩm nâng cấp từ sản phẩm cũ của Vi. Đây, thành phần thì gồm có 17 thành phần thảo dược. Một số thành phần cơ bản như vỏ bưởi, cỏ mần trầu, ngải cứu, hạt đu ô đỏ nhé. Và đặc biệt ở đây, bồ kết của Vi là bồ kết nướng cho thơm, lọc bỏ hạt. Bồ kết là một trong những thành phần làm sạch da đầu, tạo bọt và các chất tạo bọt từ thiên nhiên, nên các bạn sẽ thấy là cái bọt rất là dịu nhẹ. Thứ nhất là làm sạch da đầu của mình và hoàn toàn không có hóa chất, nên các bạn sẽ rất yên tâm hỗ trợ cho các bạn trị gầu, kích thích mọc tóc, làm sạch da đầu. Và tất nhiên là sẽ hiệu quả nhất khi các bạn dùng một bộ Sea Herbal với bộ xả. Trong gói xả không có các thành phần xả, tập trung của xả giúp ích cho tóc của bạn mượt hơn. Trước đây khi mà Quyên sử dụng sản phẩm này để thay dầu gội hóa chất, tại vì tóc Quyên thì khá là yếu và mảnh nên Quyên cũng không hạn chế sử dụng hóa chất. Tuy nhiên, lọc bằng ray trước khi gội đầu hoặc là những ngày nào gội đầu lười ấy, thì cứ đổ hẳn trên đầu luôn. Và sau khi gội xong là toàn là vỏ bưởi, vỏ chanh, cỏ mần trầu tùm lum trên da đầu. Và có một lần Quyên đi uống trà sữa túi lọc, nghĩ là có túi lọc đi những lá như thế này cũng có thể áp dụng cho cái sản phẩm gội đầu, rất tiện trong vấn đề sử dụng. Các bạn cứ hãm như hãm trà vậy, gói gọn trong một cái túi như thế này thôi, đơn giản. Thì có hướng dẫn sử dụng. Đây là các túi lọc hiện tại của Sea Herbal và có dây để cho các bạn có thể tiện trong quá trình sử dụng. Quyên sẽ hướng dẫn cho các bạn nhé. Đầu tiên, tất nhiên túi lọc, túi xả. Quyên sử dụng camme có 2 tầng và có thể chồng lên nhau vừa sử dụng gội và xả. Nước sôi. Quyên cũng chia sẻ là đối với túi thảo dược gội đầu Sea Herbal có 2 kích cỡ là cơ bản lớn hơn. Các bạn có thể sử dụng 2 lần, một là hãm trà, hai là nấu sôi. Xong rồi. Sau khi Quyên ngâm được 15 phút, các bạn có thể bóp. Đây, đây là chất nước, nước xả lạc hơn và thơm hơn rất là nhiều. Có một cái chậu gội đầu và nếu các bạn muốn pha loãng lên thì các bạn cứ đổ thêm nước vào. Thường thì Quyên đổ thêm một can nước này hòa với cái nước chính của mình. Tuy nhiên đừng có đổ quá lỏng, tại nếu đổ quá lỏng thì sẽ chẳng còn chất gì để mình gội nữa. Đây là cô bé người mẫu. Quyên đã trở lại rồi đây. Cô người mẫu hồi nãy đầu to quá nên Quyên đã có một em người mẫu khác. Khi các bạn cúi đầu như thế này thì chắc các bạn chỉ cần là các bạn xối lên, xối thẳng, cứ xối thẳng vào da đầu nhé. Và các bạn massage da đầu, massage thôi, đừng có cào nhiều quá. Bình thường thì khi các bạn sử dụng bồ kết khá là cay mắt. Đó là một việc Quyên rất là ngại khi mà Quyên sử dụng trực tiếp bồ kết. Rồi, các bạn cứ massage da đầu nha. Từ 2 cho đến 5 phút. Sau đó thì các bạn xả bằng nước, phần nước này bỏ đi. Nước xả cũng làm y chang như vậy. Nếu như các bạn có vấn đề gì thì viết cho Quyên vào trang web www.facebook.com cửa hàng Sea Herbal. Quyên dọn dẹp đây. Bye bye.